Scaly Donut Lalo rồi. Scaly Donut Lalo rồi. Vâng, có phải siêu phẩm không đây? Ai chà chà. Ai chà chà. Tàng hình rất nhiều đấy các bạn. Chiến luôn. Rồng. Có Sneaky Goblin đang hạ trên kia. Ok luôn. Em Queen đang quạt trà đây. Úi rồi. Đặt rất nhiều bom bẫy ở cụm này. Nhưng mà anh tôi thả balloon vào thăm dò rồi. Thả balloon vào thăm dò rồi chứ ba. Không được đâu sói ơi. Độc dược cho những em super minion. Tốt tốt. Úi dồi, một rừng bom đỏ nữa. Băng cây thổi gió và băng super minion lại. Anh em đang cố gắng áp sát vào. Đốt đi đừng ngại ngùng nào. Úi dồi. Bình tĩnh nữa. Quyết định gồng kinh rồi. Bốc xong đại bàng. Rồi champion cố lên. Ui anh tôi còn tận 4 băng. Một rồng ở trên kia vẫn đang đỏ. Tím quản giáo chứ. Sao không bắt chúng ăn electro ta. Băng tiếp băng tiếp. Băng tiếp băng queen tiếp băng team. Băng tiếp băng tiếp. Giao bánh và bịt roi champion. Bịt cái máy bắn đá. Rồi lìa đấy. Anh em chúng ta đang vươn lên. Hay lắm anh hùng ơi. Hay lắm anh hùng ơi. Đấy. Anh em phải có niềm tin vào. Anh em phải có niềm tin vào anh em Việt Nam chúng ta chứ. Một phút thoải mái. Minion nãy giờ đang bắn chùa bên kia. Rồi trời, Queen còn gồng. Chúng ta còn băng. Lìa đẹp anh em ơi. Trời trời. Băng băng bơ lăng. Tớ băng băng bơ lăng. Tớ băng băng bơ lăng. Rồi sạch. Hơn tỷ lệ phần trăm phá hủy hòa về sao anh em. Anh em Việt Nam mãi đỉnh ơi. Trời ơi. Uy tín quá. Hay anh ơi. Nó có nhạy không? Tặng hạc nó có nhạy không? Đấy nha, chép phải test cái cảm ứng màn hình vào. Bấm liên tục vào xem như nào. Cảm ơn chép Trọng Kỳ 37 bông. Và đây là một trận đánh bằng Scaly Donut Lalo rồi. Scaly Donut Lalo rồi. Vâng, có phải siêu phẩm không đây? Ai chà chà. Ai chà chà. Tàng hình rất nhiều đấy các bạn. Còn hai tàng hình nữa đấy. Scaly Donut Lalo đấy. Cảm ơn chiếc Pokemon nhá. Úi rồi các sếp mà mua Apple em biết gì liên hệ sếp Hoàng Apple bên mình thế này. Sếp ấy cũng ở Sài Gòn kìa. Úi rồi. Càng đấy. Úi xôi. Kinh có mặt không? Tàng hình bên kia để Royal với cả Queen kinh quay sang bên đây. Khét nhờ. Ấy giờ xếp cảnh view vâng, tặng cái pháo bông ấy rực rỡ quá. Tặng cái pháo bông rực rỡ quá sếp ơi. Hà Nội Sài Gòn em lo tất à? Ok luôn. Queen tím. Tưởng siêu phẩm thế nào. Siêu phẩm tím Queen. Ôi dồi ôi. Ôi bạn ơi. Anh bạn à. Anh bạn đi đâu đấy. Ấy trời ơi. Ê Queen ơi. Anh bạn đi xa lắm. Yên tâm đi. Tớ nghĩ trận này đội bạn không liên đâu. Không lìa được, không lìa được. Thần chú niệm niệm không lìa được. Không lìa được. Không lìa được.
Úi rồi, quý giát kìa, quý giát kìa. Mà lùn đông thế. Đứt 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 đi đứt đi đứt đi đứt đi, đừng ngại ngùng, đứt đi đứt đi. Đúng rồi, bom đen bom đỏ gì nhiều vào. Ok, chào Hiếu Quang nhá. Ái chào fan cứng của Xếp Tô à. Quý giá trưởng, trưởng thùng lốp hết, thùng lốp. Thùng lốp hết nào, thùng lốp ạ. Ôi ôi ôi. Ô, thế là siêu phẩm à? Thế là siêu phẩm Skelly nô nớt la lô thật à? Ái chà. Ái chà 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 chà. Siêu phẩm không ạ? Nhân trời đấy. Được, được. Tuấn 1994. Rồi, Yoshi sẽ đánh nhà anh khổng hùng pha này. Đi Queen Lalo. Ôi trời. Đi Queen Lalo rồi. Baby đang cắt ở bên này. Tới luôn không? Tới luôn không? Rồi, Tesla nó lôi lên rồi. Úi trời. Cố lên nào, cố lên nào bạn ơi. Đội bạn mà tạch pha này mới gọi là vui này. Trận này đội bạn chấp nhà chính thì anh em lại rực rỡ. Úi xời. Tiếp tục lava nó bắt nữa đi. Mất thời gian ở chỗ này phết đấy. Mất thời gian ở chỗ này phết đấy. Úi xời. Ok luôn. Đội bạn đã đục tốt cái lỗ trên kia. Xem nào, kịch bâu mặt đất đang cố gắng dã vào em Queen đấy. Xe phóng gỗ đi thẳng một mạch. Bắt đại bàng và hai cái Inferno của chúng ta. Tính ra gì đấy. Vâng, tiếp tục phải có một siêu công thành binh nữa cho đội bạn để em Queen vào trong. Tính toán là rất khét đến từ Yoshi. Ghê đấy. Em Queen vào đây sẽ bốc được kha khá cái air defense đó các bạn. Kha khá cái air defense sẽ nằm xuống đấy. Queen vẫn đang bắt tốt. Một phút thì Lalo vẫn kịp. Thường là như vậy. Mình quyết định vào luôn rồi. Dính cái xoáy ở trên kia. Ây xa. Chất lượng nhờ. Nhà chính này. Kịp bốc rồi. Royal Champion kịp tàng hình này. Đội bạn còn tướng tá chưa gồng là rất nhiều. Đến từ Royal Champion cũng như Queen. Ghê thật. Một trận đánh rất tốt đến từ số 5 của đội bạn. Hay. Trận đi Queen Lalo quá đỉnh rồi. Hồi nãy là Skelly Donut Lalo cũng chất. Và trận này cũng khét đẹp. Ai chà. Không đùa được với đội đến từ Nhật Bản nha anh em. Ui, rau bánh đỉnh đỉnh đỉnh. Được được được. Cá này đánh giá cao đấy. Tiếp tục đến từ Jaki. Minor Hawk à. Vào luôn ở cụm nhà chính à. Ok. Rớt mạng đi bạn nè. Bỗng dưng rớt mạng cái thì vui. Bỗng dưng rớt mạng cái thì uy tín. Ý trời ơi. Xem nào, xem nào. Win này sao đi nhây thế. Win này đi nhây thế bạn ơi. Úi xời. Cùng nộ cho Queen. Đội nhà đang đánh á. Nhỉ. Vâng, A3 cú phú xem nào. Rồng quạt trả đây rồi. Úi rồi. Ôi rồi, rồi xong, rồi xong. Vứt băng ra cỏ. Tím ơi, tím ơi, tím ơi.
thả nhầm rồi, vứt băng ra cỏ là nhầm rồi. Có gì đó sai sai rồi. Vâng, còn 6 balloon nữa. Rồi xong rồi. Thả hết Hunter để bấm nhầm băng rồi. Thôi tím rồi. Thôi đứt cái phượt rồi. Rồi champion vẫn đang rất cố gắng. Em Queen vẫn đang còn. Thôi, không có độc ạ. Thôi. Vâng, còn King chưa gồng nữa. Vâng, có làm được siêu phẩm không? Ui dồi. Mười máu bị đốt ác. Tesla giật đau thế nhỉ. Vâng, còn một băng ca này mà lập siêu phẩm được thì đúng là đỉnh cao đây. Vâng, chấp băng sớm. Ui, rồng xanh máu đấy, cứ bình tĩnh nào. Bình tĩnh, rồng xanh máu đấy. Bán kính của em Inferno một tia đốt đau không ta? Đốt nhanh lên. Ui rồi. Em rồng kia vào Inferno một tia tao đóng băng cái nào. Đóng băng Inferno một tia, băng. Băng sếp ơi. Siêu phẩm rực rỡ nào. Cụ phú đánh hay thật. Đội bạn lượt cuối toang. Anh em thua một sao nhưng tỷ lệ phần trăm phá hủy là quá nhiều. Cày tê nhá. Hay thật.